5, 4, 3, 2, 1, chạy! Và chúng ta cùng đến với lượt trận thi đấu thứ tư. Màn hình máy của game thủ Quang Nguyễn vẫn ở bên phía bên cạnh phải. Còn màn hình máy của game thủ Lương Phú Tuấn ở bên phía bên cạnh trái bên đỏ các bạn. Anh Tuấn ở trong trận thi đấu này nhanh hơn nửa nhịp. Chúng ta có thể theo dõi trên màn hình. Nhanh hơn nửa nhịp. Tuấn đã đặt ép trước. Tuấn đặt con đầu PC này trước so với game thủ. Vâng, Tuấn lại có một vài sống hơn. Mình xuất hiện rất nhiều. Cả 4 trận đến thời điểm hiện tại Tuấn đều xấu hơn so với game thủ Quảng Nguyên. Tuấn ăn đặt nhanh rất tốt. Tuấn vẫn đang đi trước game thủ Quảng Nguyên. Tuyệt vời. Tuấn không mắc bất kể một sai lầm nào cho dù là nhỏ nhất ở trong lượt bắn thứ tư này. Thì khán giả của Đà Nẵng ở đâu ạ? Thật sự là trong trận thi đấu này tôi muốn Phú Tuấn có được một chiến thắng. Tôi muốn bạn sẽ xử lý một cách tốt nhất, chuẩn nhất ở trong trận thi đấu này. Quả đầu tiên thành công dành cho game thủ Phú Tuấn. Cửa thứ hai thành công. Tuấn vẫn đang nhanh hơn đúng nửa nhịp. Cửa thứ ba tiếp tục thành công dành cho Phú Tuấn. Ở phía bên này thì Quảng Nguyễn đang ở ngay phía sau rất rất gần. Tuấn vẫn đang ở người dẫn. Tuyệt vời. Càng tết đẹp luôn. Và con bóp sẽ nói lên rất nhiều điều ở bán thi đấu của mình. Và sẽ có hai của cả hai game thủ. Ui, bằng nhau hay sao nhá cả nhà nhờ. Hình như là bằng nhau luôn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bước vào với cửa tiếp theo. Và cửa thứ ba. Quảng Nguyễn vẫn đang nhanh hơn nửa nhịp. Phú Tuấn đã đuổi kịp nhưng Phú Tuấn sẽ có ít bất tử hơn. Uầy, 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 nhìn màn hình cả nhà kìa. Bằng khít khít nhau luôn. Bằng khít đấy ạ. Không ai nhanh hơn bất kể một nhịp nào cả. Bằng khít nhau. Uầy. Quảng Nguyễn bắt đầu vươn lên. Quảng Nguyễn có cái bất tử muộn và vì vậy anh vươn lên. Nhưng chỉ là một nửa bước chân mà thôi. Cả hai cùng chạm mặt bóp ở cửa thứ ba. Lại cùng chờ đợi xem. Nguy hiểm. Quảng Nguyễn phá bóp thành công. Và phía bên này Phú Tuấn cũng vậy. Bây giờ thì game thủ đến từ Hà Nội lại vượt lên nhưng chỉ là một tí tí thôi. Quảng Nguyễn đã bắt đầu dồn đam ở cửa thứ tư. Và phía bên này thì game thủ Cường Phú Tuấn cũng vậy. Hay chưa? Hay chưa? Hay! Súng của Quảng Nguyễn lúc nào cũng đỏ đồng và phía bên này cũng vậy. Cường Phú Tuấn cũng vậy, đạn ra liên tục. Tuyệt vời. Quảng Nguyễn đang nhanh hơn nửa cửa, đúng nửa cửa. Hay. Hay. Tôi hy vọng là Cường Phú Tuấn sẽ xử lý con bot ở cửa thứ tư này tốt hơn. Tôi cảm giác như ở cửa thứ tư này Quảng Nguyễn xử lý bot không bằng Cường Phú Tuấn. Và con bot ở cửa thứ tư là con bot rất phức tạp. Nếu như ai không xử lý kéo nó sẽ mất cực kỳ nhiều thời gian. Quảng Nguyễn đã bắt đầu chạm mặt bot trước. Và bắn mục tiêu không thành công của Quảng Nguyễn. Bây giờ thì Quảng Nguyễn đã bắt đầu chạm. Tình huống xử lý rất hay.
Quang Nguyễn bước vào cửa thứ 5 và phía bên này thì Khương Phú Tuấn cũng vào cửa thứ 5. Tôi hy vọng bài ở cửa thứ 5 sẽ là bài đẹp dành cho game thủ Khương Phú Tuấn. Tôi hy vọng Tuấn sẽ có bài đẹp. Cố lên nào Tuấn ơi. Không có sai lầm dành cho Quảng Nguyễn. Và Khương Phú Tuấn cũng vậy, không ai mắc sai lầm. Chút nữa thì Khương Phú Tuấn phải ăn cái em mò. Cảm ơn 5.000 quý khán giả các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục là những nút like và những link chia sẻ nào cả nhà ơi. Quảng Nguyễn đang nhanh hơn một chút xíu, một tí thôi. Ngay phía sau Quảng Nguyễn đó là Khương Phú Tuấn. Hay, Tuấn xử lý tốt ở trong tình huống nhảy cầu này. Nhưng Quảng Nguyên quá chính xác, chúng ta có thể thấy Quảng Nguyên đứng quá gần khi bánh cày. Nhưng anh vẫn chính xác và thành công. Tôi tự tin rồi. Nghẹt thở. Ôi, vâng, thêm một bài đẹp nữa dành cho game thủ Khương Phú Tuấn. Cố lên, vẫn kịp, tôi nghĩ là Tuấn vẫn kịp, cố lên bạn ơi. Hay. Nguy hiểm. Cảm ơn hơn 5.200 khán giả các bạn. Tiếp tục là những link chia sẻ cả nhà ơi. Chuẩn bị có ít giây nghỉ. Quảng đã bắt đầu bước vào với cửa thứ 6. Và Khương Phú Tuấn cũng vậy. Một chút link chia sẻ được không cả nhà ơi? Đây là ít giây nghỉ. Hơn 5.300 quý khán giả các bạn, thật sự là tuyệt vời ở trong buổi tối ngày hôm nay. Hay chưa? Quảng Nguyễn vẫn đang lao lên phía trên và không dừng lại bất kể một nhịp nào. Đây một tình huống mà Khương Phú Tuấn phải dừng lại một nhịp. Khương Phú Tuấn là người ăn bất tử rất khéo. Tôi tin vào Khương Phú Tuấn ở trong tuần này. Quảng Nguyễn phải nằm xuống hai nhịp mới ăn được bất tử. Nhưng Khương Phú Tuấn sẽ là người ăn bất tử cực kỳ khéo. Quý khán giả các bạn sẽ được để ý. Tuyệt vời. Nhanh lên. Quảng ở ngay phía trước, con bot sẽ quyết định tất cả. Con bot ở mặt 6 sẽ quyết định liệu Khương Phú Tuấn có đổi kịp hay không. Bot ở cửa thứ 6 chuẩn bị xuất hiện trước mặt của game thủ Quảng Nguyễn. Bot đã xuất hiện. Quảng Nguyễn bắn bot quá hay. Thực sự. Ui ôi, Tuấn đang bắn bot kìa. Ông dồn con bot sát vào cửa và bắn chết con bot. Quảng Nguyễn phải chậm lại ở trong tình huống dậm chân gà. Khương Phú Tuấn cũng vậy. Tuấn đang ngay đằng sau rồi. Nhảy trong. Hay. Quá tuyệt vời. Thật sự là mãn nhãn cả nhà. Tiếc gì một nút like và nút link chia sẻ cả nhà ơi. Sắp kịp rồi. Ôi. Hay quá. Sắp kịp rồi, một tí thôi. Mùi bằng nhau rồi sao? Vẫn chưa kịp. Vẫn chưa kịp, chỉ là một tí thôi. Đây, chân gà, ai đi hai chân. Quảng Nguyễn đi một chân. Và đây là pha hai chân, thành công. Ôi, trọng tài ơi, chú ý tập trung ở cửa thứ 8 để xem ai là người phá bot trước. Cái cấn tây nhờ. Ít giây nghỉ, thêm một nút like, một link chia sẻ cả nhà ơi. Thật sự tôi đang rất hồi hộp, không biết là ai sẽ là người chiến thắng. Pha xử lý tốt của game thủ đến từ Hà Nội. Nhưng Đà Nẵng cũng có pha xử lý hay. Cẳng đi nè. Trọng tài ơi, tập trung ạ.
để xem ai là người phá bot trước. Quảng Nguyên vẫn đang đánh hơn một tí một chút xíu thôi. Nguy hiểm nhá, nguy hiểm nhá, Đà Nẵng nguy hiểm nhá, đi dưới cực kỳ nguy hiểm nhá. Ôi, cố lên Đà Nẵng ơi, cố lên Tuấn ơi. Hay lắm, bắt đầu phải lùi ở kia, đi vào đi Tuấn ơi. Vậy như vậy là chiến thắng đã thuộc về Hà Nội. Xin chúc mừng, chúc mừng anh đã thuộc về game thủ Quảng Nguyên. Thật là tuyệt vời.